chiếc bật lửa một anh lính đang đi trên đường cái một hai một hai bọc đồ trên lưng và gươm cạnh sườn anh vừa tham chiến về đang trên đường trở lại quê hương dọc đường anh bỗng gặp một mụ phù thủy già trong mụ thật gớm ghiếc môi dưới trề xuống đến tận ngực mụ đon đã chào thầy quyền thầy có cây gươm đẹp quá lại có cái kích to đến thế thầy có cần tiền không muốn bao nhiêu già này cũng cho anh lính đáp thế thì cảm ơn bà mẹ lắm anh có trông thấy cái cây to này không nó rỗng ở giữa đó leo lên ngọn cây anh sẽ thấy một cái lỗ chui vào là tụt được xuống đến tận đáy ta sẽ buộc chiếc dây thần này vào người anh hễ anh gọi là ta kéo anh lên anh lính hỏi xuống đến đáy rồi làm gì nữa hả bà mẹ mụ phù thủy đáp thì lấy tiền chứ còn làm gì nữa nhớ rằng khi xuống đến đáy cây, anh sẽ thấy một con đường rộng, sáng trưng, vì có thấp những hơn một trăm ngọn đèn. Anh cũng sẽ trông thấy và phải mở ba cái cửa. Chìa đã cắm sẵn ở ổ khóa rồi đó. Vào đến căn phòng thứ nhất, anh sẽ thấy một cái hòm to đặt dưới đất có một con chó ngồi trên mặt hòm mắt nó to bằng cái chén tống uống nước nhưng chớ có sợ nè cầm lấy cái tạp về kẻ ô xanh này của ta đi anh sẽ trải xuống đất xong đi thẳng đến con chó giữ lấy nó rồi mở hòm ra muốn lấy bao nhiêu si linh thì lấy lấy bằng thích thì thôi đó là tiền bằng đồng còn nếu anh thích bạc hơn thì sang buồn bên cạnh. Bên ấy có một con chó mắt to bằng cái bánh xe cối xay. Nhưng chớ có lo ngại gì. Lấy cái tạp về mà túm lấy nó, rồi cứ việc mà lấy bạc. Nếu muốn lấy vàng thì bao nhiêu cũng có. Chỉ sợ anh không có sức mang thôi, nhưng phải sang căn phòng thứ ba. Có điều, con chó ngồi trên hòm tiền vàng lại có đôi mắt to như những cái tháp tròn cơ đấy. Lại lấy tập về mà tấm lấy nó, nó sẽ chẳng làm gì được và anh sẽ tha hồ lấy vàng trong hòm. Anh Lính Bảo. Bà mẹ nói nghe được đó, nhưng tôi phải trả lại cho bà mẹ cái gì? Chắc bà cũng sắp đòi tôi điều gì chứ đâu phải không. Mụ đáp không, tôi chẳng đòi anh gì đâu. Tôi chỉ muốn nhờ anh lấy lên cho tôi chiếc bật lửa của bà tôi lần trước xuống đó để quên mà thôi. Anh lính bằng lòng. Được, buộc dây thừng vào người tôi đi. Mụ già mừng rỡ. Có ngày, có ngày. Còn đây nè, cái tập về kẻ ô xanh đây nè. Anh lính trèo lên cây, chui vào bên trong thân cây và tới một con đường lớn có thấp hàng trăm ngọn đèn. Anh mở cái cửa thứ nhất. Trời ơi, trong đó có con chó mắt to bằng cái chén tống uống nước. Nó đang nhìn anh chăm chăm. Đây đúng là quỷ sứ nhà trời. Anh lính vừa nói, vừa lấy cái tập về của mụ phù thủy trùm lấy con chó rồi lấy tiền si linh bằng đồng bỏ vào bọc đầy ứ không nhét được nữa mới thôi sau đó anh đóng hòm lại cẩn thận đặt con chó vào chỗ cũ rồi qua căn phòng thứ hai bên trong lại có một con chó khác mắt to tựa đôi bánh xe cối xay anh lính bảo sao mày cứ nhìn tao trừng trừng như thế hả anh quăng cái tạp về của mụ phù thủy trùm lên con chó rồi thấy hòm đựng đầy tiền bạc anh vội vứt hết đám suy si linh bằng đồng ban nãy đi và nít tiền bằng bạc đầy bọc và túi quần túi áo thế rồi anh vào căn phòng thứ ba khiếp quá đúng là có con chó mắt to bằng những tháp tròn đang chồm hổm ở đó thật mắt nó cứ đảo tích như bánh xe đang lăn thế này nè. Anh lính đưa tay lên mũ và cất tiếng. Chào mày! Anh chưa bao giờ trông thấy con chó nào như thế. Anh nhìn nó một lúc rồi nói. Thôi xin đủ! Và lấy cái tạp về trùm lên nó. Sau đó anh mở hòm. Ôi trời ơi! Toàn những vàng là vàng nhiều đến nỗi đủ để mua tất cả kinh thành Copenhagen, tất cả của ngọt của các bà già bán kẹo, tất cả các chú lính chì, tất cả những con quay trên thế gian này. Số tiền bằng bạc lấy đầy bao và túi quần ở buồn bên, anh lính dứt đi và lấy vàng nhét thay vào. Anh còn tống thêm vào mũ và quấn nịch đến nỗi gần như không bước đi được nữa. Anh lại đặt con chó lên mặt hòm, đóng cửa buồn và cất to tiếng gọi mụ phù thủy. Kéo tôi lên đi thôi. Anh đã cầm chiếc bật lửa chưa? Ờ à, hen, tôi quên mất. Anh quay lại lấy cái bật lửa, rồi mụ phù thủy kéo anh lên và anh ta đã lại đứng giữa đường cái anh hỏi bà lấy cái bật lửa này để làm gì vậy hả không việc gì đến anh lấy được tiền rồi thì trả cái bật lửa đây cho ta không nói ngay cho ta biết mụ định lấy chiếc bật lửa làm gì không thì ta rút gươm ra chém cổ mụ đó không được không được ta không thể nói được thế là anh lính liền chặt phăng ngay đầu mụ sau đó anh lấy cái tạp về của mụ gói tất cả tiền lại vác lên vai giấu chiếc bật lửa vào túi áo ra thành phố đó là một thành phố đẹp anh vào một khách sạn sang trọng nhất thuê một căn phòng lịch sự nhất và gọi một bữa cơm đắt tiền nhất anh có thể tự cho phép mình làm như thế vì bây giờ anh đã giàu có cậu bé đánh giày nói rằng đôi ủng của anh cũ quá không xứng với một địa vị phú ông như anh tại anh chưa có thì giờ đi mua đôi mới đấy chứ nhưng đến ngày hôm sau anh đã có đôi ủng mới tinh và quần áo cực đẹp anh lính của chúng ta đã trở thành một nhân vật quan trọng người ta nói cho anh biết tất cả những cái gì đáng xem đáng để ý đến trong thành phố và có nói cả đến nhà vua và nàng công chúa đẹp tuyệt vời anh hỏi có thể gặp nàng được không người ta trả lời anh không thể được công chúa ở trong một tòa lâu đài tứ phía có tường thành và tháp canh bao bọc không một ai đến gặp nàng được vì có người nói là số nàng phải lấy một anh lính tầm thường và nếu thật thế thì đức vua sẽ vô cùng đau khổ anh lính nghĩ thầm giá mà mình được gặp nàng ha nhưng làm thế nào được bây giờ anh sống một cuộc đời sung sướng vào khắp các rạp hát đi vào vườn thượng uyển bằng xe ngựa bốn bánh anh hay bố thí cho kẻ nghèo vì anh thường nhớ đến những năm cơ hàng bản thân anh không có lấy một xu dính túi ngày nay anh đã giàu có ăn mặc sang trọng nhiều bạn bè nói tóm lại là một trang phong lưu công tử toàn thiện toàn mỹ anh lấy thế làm vẻ vang lắm nhưng vì cứ chỉ có tiêu mãi mà không kiếm ra được đồng nào, nên đến một hôm anh chỉ còn có hai si linh thôi. Anh đành phải rời bỏ những căn phòng sang trọng đến ở trong một căn gác xếp nhỏ xíu sát mái nhà. Phải tự mình đánh bóng lấy đôi ủng và tự tay đính lại các khuy áo. Không có ông bạn nào đến thăm anh cả cũng một phần vì phải leo thang gác nhiều quá một buổi trời tối đen như mực anh không còn tiền mua nến nữa anh ta bỗng nhớ ra là mình còn cái bật lửa nhặt dưới đáy cái cây dạo nọ anh lấy nó ra và bật lên khi những tia lửa vừa phát từ viên đá thì cửa bỗng mở con chó có đôi mắt to như đôi chén tống uống nước bước vào và hỏi anh ông muốn sai gì tôi anh lính sửng sốt hả cái gì thế này ồ cái bật lửa thần diệu quá ta muốn gì cũng được hả vậy thì lấy tiền về đây cho ta con chó đi trong nháy mắt rồi trở lại mõm ngậm một cái túi to đựng đầy si linh. Giờ thì anh lính đã biết phép màu của chiếc bật lửa. Nếu anh bật một cái, tức khắc hiện ra con chó ngồi trên hòm đựng tiền si linh đồng. Bật hai cái là gọi con chó giữ tiền bằng bạc. Bật ba cái là gọi con chó giữ tiền vàng anh lính của chúng ta lại trở về những căn buồn lịch sự và lại diện quần áo sang trọng. Tất cả các bạn lại đến gặp anh và quả quyết rằng họ rất yêu mến anh. Một hôm, anh tự nhủ. Thật lạ quá, sao người ta lại không được gặp nàng công chúa phi thường ấy nhỉ? Ai cũng nói rằng nàng đẹp lắm, nhưng nếu cứ cấm cung trong tòa lâu đài thì đẹp mà làm gì liệu ta có thể gặp nàng được không ồ bật lửa của ta đâu nhỉ anh bật một cái xoẹt con chó mắt to bằng cái chén tống uống nước hiện ra trước mắt anh anh lính bảo kể cũng hơi muộn nhưng ta muốn gặp nàng công chúa một lát thôi cũng được anh vừa dứt lời, con chó đã giọt ra cửa và trở về ngay. Trên lưng cổng công chúa đang thiêm thiếp giấc nồng. Nàng đẹp đến nỗi thoạt trông thấy ai cũng biết ngay nàng là một công chúa. Anh lính ôm lấy nàng mà hôn. Con chó lại đem trả nàng về nhà ngay lập tức. Nhưng sáng hôm sau, lúc uống trà, công chúa tâu với vua cha và hoàng hậu là nàng đã mơ một giấc mơ kỳ lạ về một con chó và một anh lính nàng đã cởi trên mình chó và anh lính đã hôn nàng hoàng hậu bảo câu chuyện kỳ quái thật một người cung nữ già được lệnh ngồi canh bên giường công chúa suốt đêm sau để xem có đúng là một giấc mơ hay không anh lính thèm được gặp công chúa đến chết đi được thế là đêm đến con chó lại đến bắt nàng đi người cung nữ già xỏ giày băng tuyết vào và theo hút con chó thấy nó vào một cái nhà lớn bà tự nhủ giờ thì ta biết chỗ rồi bà lấy phấn dạch một chữ thập lên cánh cửa rồi đi về nhà ngủ. Con chó lại đưa công chúa về. Nhưng khi nó thấy nhà anh lính bị đánh dấu, nó liền lấy phấn dạch chữ thập vào tất cả các nhà trong thành phố. Giờ thì đố người cung nữ già làm thế nào mà nhận ra được nhà anh lính. Sáng sớm tinh mơ, đức vua hoàng hậu người cung nữ già và tất cả triều đình đều muốn xem công chúa đã bị bắt đến chỗ nào vừa trông thấy cái cửa đầu tiên có đánh dấu chữ thập đức vua nói đây rồi không phải đâu đây nè thì ra hoàng hậu trông thấy một cái cửa khác cũng đánh dấu chữ thập bọn quần thần cũng nói đây cũng có một cái nữa nè đây nữa đây cũng có chẳng nên tìm làm gì nữa tìm cũng vô ích mà thôi hoàng hậu là một người sáng ý bèn lấy một tấm lụa to ra dùng một cái kéo lớn bằng vàng cắt một miếng rồi đem khâu thành cái túi nhỏ người nhét bột mịn vào đầy túi rồi buộc vào lưng công chúa sau đó hoàng hậu chọc cho thủng một lỗ nhỏ để công chúa đi đến đâu thì bột rơi đến đó suốt dọc đường đêm hôm sau con chó lại đến cổng công chúa lên lưng đem nàng chạy về gặp anh lính đang buồn phiền vì chẳng phải là hoàng tử để có thể lấy được người mình yêu dấu con chó không biết là bột rơi suốt dọc đường từ tòa lâu đài cho đến tận cái cửa sổ. Nó vừa cổng công chúa trên lưng nhảy qua để vào phòng anh lính. Sáng hôm sau, vua và hoàng hậu tìm ra nơi công chúa vẫn bị đưa đến. Thế là anh lính bị bắt giam vào ngục. Anh ngồi trong tù. Sao mà ẩm ướt, tối tăm đến thế? người ta báo cho anh biết ngày mai anh sẽ bị treo cổ anh lại để quên chiếc bật lửa ở nhà mới chán chứ qua hàng chấn song sắt phòng giam anh trông thấy nhân dân thành phố kéo nhau đến xem người ta treo cổ anh anh nghe thấy tiếng trống và thấy binh lính diễu qua thiên hạ chạy ồn ào một cậu thợ giày học diệt ngực đeo tạp về chân đi giày băng tuyết đánh văng mất một chiếc bèn chạy vào gần bờ tường để nhặt đằng sau bức tường ấy anh lính đang ngồi dòm ra ngoài qua chấn song sắt anh lính gọi cậu bé nè anh bạn đi đâu mà vội vậy tôi chưa ra thì họ chưa bắt đầu đâu anh hãy chạy về nhà tôi lấy giùm tôi cái bật lửa đi có được không tôi sẽ cho anh bốn xi linh nhưng phải nhanh nhanh lên ba chân bốn cẳng lên mới được đó nha cậu học việc thấy nói được bốn xi linh không mong gì hơn mừng quá bèn chạy đi lấy cái bật lửa đem đến cho anh lính và thế là bây giờ các bạn hãy chăm chú nghe tôi kể tiếp ngay cổng thành phố đi vào người ta đã dựng lên một cây giá treo cổ cao nhất có một hàng rào lính canh xung quanh có đến hàng chục vạn người xem đức vua và hoàng hậu ngự trên một cái ngai vàng lộng lẫy anh lính đã ở trên ngọn thang rồi nhưng đến lúc người ta sắp sửa trồng dây vào cổ anh xin phép hút một tẩu thuốc lá hút tẩu cuối cùng trên thế giới này. Đó là một đặc ân thường được ban cho phạm nhân. Đức vua không từ chối. Anh lính rút bật lửa ra đánh. Một, hai, rồi ba lần. Lập tức con chó mắt to như đôi chén tống uống nước. Cả con chó mắt to như bánh xe cối xay. Lẫn con chó mắt to bằng những tháp tròn lớn Cả ba con chạy ngay đến Anh lính kêu to Hãy bảo vệ cho ta khỏi bị treo cổ Vừa nghe dứt lời Lũ chó đã nhảy chồm ngay tới tên đao phủ Và những tên xử án Vô lấy chân tên này Vô lấy mũi tên kia Rồi tung chúng lên trên không Làm chúng rơi xuống đất đến tan xác Nhà vua hét lên Thôi 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 dừng lại dừng lại nhưng con chó lớn nhất đã vô lấy cả vua và hoàng hậu xô hai người ngã nhào lên nhau quân lính khiếp kinh còn nhân dân thì hô lớn anh lính bé nhỏ chính anh sẽ là vua của chúng tôi và sẽ cưới nàng công chúa xinh đẹp người ta rước anh lính vào xe của nhà vua và cả ba con chó vui mừng vừa chạy xung quanh vừa sủa nhặn lên trẻ con chạy theo sau quân lính bồng súng chào công chúa ra khỏi tòa lâu đài vì được phong là hoàng hậu tiệc cưới kéo dài trong tám ngày tất nhiên là ba con chó cũng có chỗ trên bàn tiệc còn phải nói chúng mở mắt đến là to